Chào các bạn, hôm nay tôi làm cái video mà giải thích cái vấn đề tại sao mà trong một vài năm trở lại đây người Việt Nam mình thì dùng hàng Nhật rất là nhiều và tại sao lại dùng hàng Nhật mãi. Về đầu tiên thì phải nói về cái chất lượng của hàng Nhật. Cái chất lượng của hàng Nhật thì đã được khẳng định lâu, thương hiệu thì hàng đầu thế giới rồi. Người Nhật người ta làm ra những cái sản phẩm tất cả đều hướng tới chất lượng, với tất cả những công nghệ gì hiện đại nhất có thể áp dụng vào sản phẩm thì người ta đều tính đến và áp dụng cho những sản phẩm mình làm. Về giá thành của những chiếc sản phẩm của hàng Nhật thì đương nhiên khi mới thì rất là cao, và với cái mức thu nhập của người Việt Nam mình thì để mua được những sản phẩm đó thì cũng là tương đối khó. Chính vì vậy mà thị trường hàng đồ Nhật bãi một vài năm trở lại đây rất là được nhiều người ưa chuộng. Rất nhiều người săn đón tìm những sản phẩm bãi. Nhiều người thì thắc mắc là tại sao hàng cũ thế rồi mà giá vẫn cao, cao thậm chí ngang với những hàng mới tại Việt Nam. Nhưng người dân Việt mình thì đương nhiên là những người mua bán rất là sành sỏi. Họ rất hiểu biết, không tự dưng gì mà người ta lại bỏ ra một số tiền lớn để mua một sản phẩm cũ mà chất lượng không tốt. Phải nói là những sản phẩm cũ của Nhật Bản có thể nói còn tốt hơn rất nhiều những sản phẩm mới đang có mặt trên thị trường. Vì khi họ sản xuất ra với tiêu chuẩn của Nhật Bản đều cần phải có những sản phẩm chất lượng cực kỳ tốt mới có thể cạnh tranh được với thị trường. Nên, ví dụ như những chiếc nồi cơm của Nhật Bản đều là những chiếc nồi cơm cao tần IH, trang bị rất nhiều tính năng hiện đại, mà đến bây giờ bản thân những nồi cơm của Việt Nam hay các nước khác đều không có được. Những chiếc nồi cơm của hãng Toshiba này khi có giá xuất xưởng ra vào khoảng gần 20 triệu. Cho nên chỉ những gia đình khá giả của Việt Nam, thậm chí những gia đình bên Nhật cũng rất ít gia đình có khả năng để mua. Nhưng với những chiếc nồi cơm bãi này thì một giá chỉ còn một vài triệu, rất phù hợp với những gia đình Việt Nam. Ví dụ như công nghệ của chiếc nồi cơm này, đây là một chiếc nồi cơm hàng VIP nhất của Nhật Bản, sản xuất năm 2011, với đầy đủ tất cả các công nghệ hiện đại nhất và chất liệu tốt nhất. Về chất liệu nhựa, hoàn toàn là nhựa nguyên chất, dùng 5-10 năm không thấy đổi màu, vỏ bằng tôn thép không gỉ, hoàn toàn không bị gỉ. Công nghệ trang bị cực kỳ hiện đại, như chiếc nồi này trang bị công nghệ hút chân không, tức là khi nấu máy tự động bật bơm hút chân không hút toàn bộ không khí ở bên trong xoong, giúp cơm ngon hơn, bảo quản tốt hơn. Công nghệ áp suất, đây là van khóa áp suất hút bằng hai bi, có hai lỗ hút chân không. Xoong thì hai đáy dày đến khoảng 5 mm. Đây ạ, làm gì có những chiếc nồi nào của Việt Nam hay trên thế giới mà được trang bị như này. Đặc biệt lớp chống dính của nó thì bền kinh khủng, 5-10 năm mà vẫn như mới, không một vết chảy xước. Xoong dày, hai đáy nhám kim cương, làm cơm giữ nhiệt tốt hơn, chín đều hơn. Nói chung, hàng Nhật Bản thì không có gì có thể chê được. Độ bền cực cao, linh kiện hoàn toàn là những chất liệu tốt nhất. Hay như những chiếc bếp ga của Nhật đều được trang bị những cảm biến chống cháy. Mà đến như bây giờ những bếp ga của Việt Nam cũng không bao có. Cảm biến hoàn toàn tự động hết. Đun cạn nước tự động tắt bếp. Gió làm tắt bếp thì tự động khóa ga. Hay những chiếc máy rửa bát của Nhật Bản. Đến như bây giờ Việt Nam mình vẫn còn rất ít hộ gia đình có. Để mua được những chiếc rửa bát như thế này giá vào máy mới vào khoảng 16-17 triệu.
nhưng những chiếc hàng bãi thì chỉ còn vài triệu, thì cũng rất phù hợp với gia đình Việt Nam. Máy lọc không khí hay là quạt, mọi thứ đều bền bỉ với thời gian. Đây là một chiếc cây nước nóng hàng Nhật bãi, còn rất là đẹp mới, lốc chạy im re, hoạt động gần như không tốn điện, chỉ khoảng 5-60W, có chức năng là làm nóng làm lạnh. Quạt Nhật thì bền bỉ mãi với thời gian, kể cả 50 năm vẫn chạy tốt, chạy im gió mát sâu, bạc dầu một vài năm không cần phải tra dầu. Nói chung về chất lượng Nhật Bản thì hoàn toàn có thể khẳng định được là rất tuyệt vời. Đây là những cây nước nóng của Nhật Bản đang rất là ưa chuộng, rất bền, chạy êm, tiết kiệm điện, không như những cây nước nóng mua tại Việt Nam mình. Đây là những chiếc máy lọc không khí dùng cho phòng ngủ. Thoạt nhìn thì tưởng là không có tác dụng gì, nhưng mà khi các bác để trong phòng thì rất nhiều các sợi bông vải bay lơ lửng, nó lọc được rất nhiều bụi mịn. Những cái bụi này rất ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp. Tóm lại một điều rằng, tại sao thị trường hàng bãi Nhật Bản lại phát triển mạnh như vậy ở Việt Nam? Đó chính là vì chất lượng của người hàng sản phẩm Nhật rất tốt, mà để mua được giá cả, mua được sản phẩm mới thì giá rất cao, nên người Việt Nam, những người hiểu biết về đồ điện tử thường hướng tới những sản phẩm Nhật bãi. Họ chọn cho mình những sản phẩm vẫn còn đẹp, tốt và giá cả hợp lý, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với những sản phẩm mới. Như những chiếc máy lọc không khí này thì mới là khoảng 20 triệu này, nhưng bây giờ thì nó chỉ vào khoảng hơn 3 triệu thôi. Chiếc này thì hơn 10 triệu, thì bây giờ chỉ còn khoảng hơn 2 triệu. Đấy là lý do mà tại sao hàng Nhật bãi vẫn được rất ưa chuộng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu mua sản phẩm hàng Nhật bãi thì có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn.